Tập tắt người con, đệ tử quy. 1. Tập người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Chương 1. Ở nhà phải hiếu. 2. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. 3. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. 4. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn. 5. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương hiểu đâu khó, cha mẹ ghét hiểu mới tốt. 6. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp, chùm khắp khuyên, đánh không dần. 7. Cha mẹ bình nệm thuộc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Tang 3 năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không rượu thịt. Tang đủ lệ cũng hết lòng, việc người chết như người sống. Chương 2. Kính trọng mọi người. 8. Anh thương em kính anh. Anh em thuần, hiểu trong đó. Tiền của nhà oán nào xanh. Lời nhường nhịn tức giận mất. 9. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. 10. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe, đời người đi hơn 100 bước. 11. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi chắc phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. 12. Việc chủ bác như việc cha, việc anh hò như anh ruột. Chương 3. Cận. 13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian. Sáng rửa mặt phải đánh răng, tiệu tiền xong, rửa tay sạch. 14. Mũ phải ngay, nụ phải gài. Vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chớ để bừa tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận hợp gia đình. Với ăn uống chớ kén tròn, ăn vừa đủ chớ quá no. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng. Chớ ngồi giang, không rung đùi. 17. Vẹn rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẹ quèo rồng, chớ đùng gấp. Cầm vật rộng như vật đầy. Và phòng trống như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chờ hỏi. 18. Sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất tiếng lớn, người hỏi ai nên nói tên, nói tôi ta không rõ ràng. Dùng đồ người cần mường rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Mường đồ người trả đúng hẹn, sao có cần mường không khó. Chương 4. Tín. 19. Phàm là người tín trước tiên, lời dối trá sao nói được. Nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xạo nình. Lời gian xạo từ bẩn thỉu, thói tầm thường phải trừ bỏ. 20. Thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiếng lui sai.
Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ, kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý. 21. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu, tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. 22. Chỉ đức học, chỉ tài nghề, không bằng người phải tự gắng. Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn. 23. Nghe lỗi dần, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. 24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu tội chồng thêm. Chương 5. Bình đẳng yêu thương. 25. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. 26. Người hành cao, danh từ cao, mọi người trọng không bề ngoài. Người tài năng, tiếng từ cao, được người phục, chẳng do khoe. 27. Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích. Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an không quỷ nhiều. 28. Người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền. Khen người thiền tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyên thiền cùng lập đức, lỗi không ngang đôi bên sai. 29. Hệ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người trước hỏi mình, mình không thích phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn, báo ân dài. 30. Với người ở, thân đoan chánh, tuy đoan chánh lòng đồ lường. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Chương 6. Gần người hiền. 31. Phàm là người khác tộc loại, thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời không dạ nình. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hài vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư. Chương 7. Có thừa sức thì học văn. 32. Không gắng làm, chỉ học văn. Chỉ bề ngoài thành người nào. Chỉ gắng làm, không học văn. Theo ý mình, mù lẽ phải. 33. Cách đọc sách có 3 điểm. Tâm, mắt, miệng, tin đều trồng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, phải chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ biệt ẩu, tâm không ngay, xếp sách vở chỗ cố định, đập xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, để ngay ngắn, xếp ngay ngắn, có sai hư, liền tu bổ. Không sách thảnh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm trí,
Chớ từ chê, đừng từ bỏ, thánh và hiền dần làm được. Ha ha ha,